Hello, Yến Nhi thân ái mến chào quý ông bà, cô chú bác và anh chị em thân mến trên cộng đồng mạng. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Hôm nay Yến Nhi rất là vui chia sẻ về câu chuyện Trang L61, mắm thúi Kiên Giang nha quý vị ơi. Ôi vui thật là vui luôn quý vị. Trang L hùng hồ tuyên bố, chỉ có Trang L mới đưa Hằng Kali lên phiên tòa. Chỉ có Trang L mới đưa Hằng Kali ủ tờ. Chỉ có Trang L là làm hết tất cả. Trang L đã tốn tiền thuê luật sư và tốn rất là nhiều thời gian và tốn nhiều công sức luôn nha quý vị. Rồi bây giờ cộng đồng mạng ai cũng biết hết Trang L làm thế nào quý vị. Có đưa Hằng Kali ra phiên tòa không quý vị? Không có tên Trang L nha quý vị. Và Trang L sau đó xoay mặt lại, trở mặt lại 180 độ luôn. Trang L nói Trang L không có là người đại diện gì cho ai cả. Trang L chỉ là người ủng hộ thôi, chỉ là người ủng hộ thôi. Vào phiên tòa đó Trang L chỉ ngồi nghe thôi, ủng hộ cho Cường thôi quý vị. Thật là buồn cười luôn quý vị ơi. Trời ơi, Trang L nói Trang L thuê luật sư rồi ha, tốn nhiều tiền lắm. Mà cộng đồng mạng giờ yêu cầu Trang L đưa ra cái thi number lên cho cộng đồng mạng xem thì Trang L đưa ra không được. Trời ơi, lúc nào Trang L cũng nói là Trang L làm hết tất cả đó, tốn nhiều thời gian và công sức lắm. Trang L lấy cái cớ đó rồi Trang L bị chuyển vô khống, kêu réo từng tên của những anh chị ha và những khán giả lên. Trời ơi, Trang L chửi rủa đó, vu khống bị chuyện cho những anh chị em đồng nghiệp là bị con Hằng Kali mua chuộc rồi mà vẫn không đưa được lên cái bằng chứng nào cả quý vị ơi. Trang L làm nhiều lắm, Trang L một mình Trang L làm hết luôn ha, không có ai làm được như Trang L hết trơn á. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có một mình Trang L là lên được bị chuyện vu khống thôi, không có ai làm được như Trang L đâu nha quý vị. Không có ai mà hả bóp méo sự thật được như Trang L đâu nha quý vị. Trang L làm rất là nhiều chuyện luôn quý vị ơi. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà con Trang L á, mắm thúi Kiên Giang 61 nó nói thế nào không? Nó nói là Hằng Kali phải tháo gỡ hết những cái video mà có hình ảnh của Trang L đó quý vị. Từ chỗ đó là quý vị đã đánh ra một dấu hỏi rồi đúng không? Tại sao Trang L nếu có luật sư thì tại sao Trang L không nói cho luật sư của mình biết là yêu cầu con Hằng Kali phải tháo gỡ những cái video hình ảnh của Trang L xuống, mà Trang L cần gì phải lên làm phim, làm video lên để yêu cầu con Hằng tháo gỡ những cái video clip đó của mình xuống. Ha, đây là sự thật đã được phơi bày nha quý vị. Và còn nữa nè, Trang L á nói á là em Cương và anh Mỹ đó, chú Xuân đó yêu cầu Hằng Kali là phải tháo hết những cái video của ba người này xuống đó. Ủa trời ơi, yêu cầu tháo video xuống là không tháo xuống á là sẽ thưa kiện con Hằng Kali đó. Ủa quý vị, nếu mà thưa kiện Hằng Kali để mà tháo những cái video của ba người đó xuống, vậy tại sao có hình ảnh video phim của Trang L trong đó mà Trang L đã nói với quý vị là đã có luật sư rồi, thì tại sao Trang L không yêu cầu luật sư mình để mà đem cái sự việc đó ra, dự kiện đó ra để mà thưa con Hằng, mà cần gì phải lên đây làm phim video lên ha, để mà câu view câu sụp để tuyên bố hùng hồ là Trang L đã có luật sư và Trang L sẽ đưa Hằng Kali ủ tờ và đưa Hằng Kali đứng trước vành móng ngựa đó. Đây là một cái câu chuyện Trang L ba xạo đã được phơi bày ra ánh sáng ha. Một cặp cẩu nam nữ, những lời gió gian, những lời gian dối đã được phơi bày ra ánh sáng. Cộng đồng mạng, những ông bà cô chú bác, những anh chị em rất là thông minh và sáng suốt, những nhà hảo tâm mạnh thường quân đã nhìn ra được cái ý nghĩ của Trang L, đọc được những ý nghĩ của Trang L như thế nào, là Trang L đến đây muốn dựng ra một câu chuyện để mà kêu gọi nguyên góp tiền quỹ để cho Trang L thuê luật sư. Mà thật sự Trang L có thuê luật sư không? Sẽ không bao giờ có. Tại vì sao? Tại vì Trang L là chung một cái đồng bọn trước kia ha, đã là chung một nhóm của Hằng Kali, cho nên làm sao Trang L đưa Hằng Kali ra pháp luật được. Trang L rất sợ Hằng Kali ra pháp luật ha, cho nên Trang L đã nhảy ra để mà Trang L ngăn chặn những tiếng nói của những anh chị em chung thật sự thật nhất, để mà Trang L tạo ra một câu chuyện. Ôi Trang L đây là làm hết tất cả, mấy người này không làm gì hết. Trang L cho Trang L một cái quyền
đó, bị chuyện vu khống cho các anh chị em để mà người ta nản chí, để cho trăng lờ tự tung tự đá, làm mưa làm gió ha, lừa thần gạt quỷ đó quý vị ơi. Công nhận bây giờ cộng đồng mạng rất sáng suốt và thông minh nha quý vị. Ôi, câu chuyện hôm nay đã được phơi bày sáng tỏ đó. Thời gian qua trăng lờ vừa khóc vừa cười, thời gian qua trăng lờ đã vừa khóc vừa cười ăn người cục cờ.